Đọc nghe coi giấy này giấy gì đây. Thì có chữ đó thì đọc đi. Tôi biết chữ mà tôi muốn nghe ông đọc. Giấy gì? Đọc cũng giờ đọc giùm á là sao? Thích vậy đó, đọc coi. Giấy chuyển tiền. Để em qua chuyển cho má tôi đó. Ngon quá ha. Nhớ giấu rồi mà ta. Lần sau mà có chuyển tiền bỏ vô miệng nuốt luôn, đừng để tôi thấy nghe chưa. Sao cái gì mà chuyển hoài vậy? Lần trước là má anh điện thoại nói bệnh tôi gửi tiền về rồi, bây giờ chuyển nữa làm sao? Thì anh sợ không đủ thì anh chuyển thêm chứ có gì đâu. Bệnh gì mà tốn tiền quá vậy? Trời ơi, sao ba má tôi bệnh anh không gửi tiền về đi? Thì đầu tháng cũng gửi tiền về rồi mà. Gửi gì? Anh gửi được nhiêu? Anh gửi không bằng 1/3 cái tiền mà anh gửi má anh nữa. Trời thì, ơi. Thì bây giờ má anh đang bệnh cần nhiều tiền thì anh phải chuyển nhiều hơn. Thì chuyển ba má em còn khỏe như... Như cái gì? Như râm, khỏe như râm thì anh chửi ít hơn. Thôi mệt quá, anh đừng có ngụy biện nữa. Bây giờ má anh chỉ cần hơn cái hắt xì một cái là anh cũng gửi tiền về rồi. Trời ơi, anh giàu quá ha, anh gửi tiền vậy rồi bây giờ sao? Con cái anh ăn uống bằng cái gì, sống bằng cái gì? Anh giàu quá. Thì coi như mình gửi nhiều thì tháng này mình xài dè sẻn, không xài ít lợi xíu có gì đâu. Dè sẻn hả? Anh nghĩ anh biết là tôi phải chắc chiêu từng đồng từng cắt. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Đó để nhịn ăn nhịn uống để lo cho cái gia đình này. Em nói tầm bậy rồi, hồi sáng em ăn sáng rồi nè. Em mặc em có mặc đàng hoàng nè. Chứ em ai bắt em làm gì đâu. Em đừng có nói tầm bậy là nói sai. Tầm bậy cái gì, bình thường tôi ăn sáng là phải uống thêm một ly sữa đậu nành. Anh thấy kỳ này là tôi ăn sáng tôi bỏ luôn ly sữa đậu nành không? Ở nhưng mà mặc là em có mặc, em có mặc đàng hoàng. Em nói đừng có nói tầm bậy. Bây giờ bây giờ ai cũng đòi gửi về nhiều thì bây giờ nhà mình đâu giàu có gì đâu em. Ủa anh cũng biết nói con nhà mình không giàu nữa hả? Không giàu mà cứ đụng cái là gửi tiền, đụng cái là gửi tiền. Trời ơi, sao gia đình tôi hả, mỗi lần mà má tôi bệnh cũng không bao giờ dám nói với tôi. Em tôi đi học không có tiền hả, má tôi cũng phải chạy đầu này chạy đầu kia tự lo, không nói với tôi một tiếng. Còn má anh hả, ba anh mà cứ đụng chuyện là anh gửi tiền, sao tôi chịu nổi? Thì bây giờ coi như là tháng này anh gửi tiền cho nhà anh nhiều hơn, nhưng mà tháng sau á thì anh gửi tiền ở nhà em nhiều hơn. Thôi mệt quá, đừng có nói nữa, đừng có ngụy biện nữa. Tôi nói cho anh biết nha, anh mà cứ cái kiểu gửi tiền về kiểu này đó là mai mốt tôi lén anh tôi gửi tiền về cho má tôi đó. Rồi lúc đó ráng chịu nghe chưa, rồi con anh có đói có khát có chết thì anh tự lo nghe chưa. Thôi mệt quá, bây giờ mệt quá, bây giờ vậy nè, bây giờ khỏi gửi tiền nhai hết vậy cho khỏe. Vậy đi cho khỏe. Mệt quá, tốn kém quá à. Vậy mà khỏe được sao con? Cái gì vậy? Tưởng đâu bông. Chào bác. Quay qua chơi hả? Bác Bảy vô tình nghe được hai đứa tụi con cãi giả với nhau. Bác Bảy cảm thấy rằng bác Bảy buồn cho ba má con ở dưới quê lắm đó. Sao vậy? Sao phải phân chia ra vậy? Nào là ba tôi má tôi, rồi ba anh má anh là sao? Ba má là ba má chung. Tại sao tụi con phải lầm lẫn như vậy mà cãi là giả nhau vậy là sao? Bác Bảy nói cho tụi con nghe nè. Bác Bảy cũng có con dâu, cũng có con rể. Nếu mà con của bác mà nó ăn nói kiểu như hai đứa tụi con vừa rồi đó thì bác Bảy sẽ cảm thấy buồn như thế nào tụi con có hiểu không? Hai đứa tụi con đó, rút lại lời nói của mình vừa rồi đi. Để sau này đó hai đứa tụi con khỏi phải hối hận.